máy nữa à, Lâm ơi. Dạ. Mấy ông điện lại lấy máy nữa à, Gáp ơi. Bây giờ mình cũng phải giải quyết. Nhưng mà mình giờ mình gỡ cái dàn này ra trước đi. Bây giờ bạn Lâm này lại làm đồ các bạn, nhưng mà mình bắt bữa nay chắc bắt làm thợ luôn chứ. Lên mở giùm cái chìa khóa này ra coi. Bây giờ một đống gì luôn nè ba giật. Cái chìa khóa mà mình khóa nó là lại mất tiêu rồi. Không biết để chỗ nào luôn. À, bây giờ một chùm này là trộn một trong 100 mấy cái chìa khóa này có cái chìa khóa đó đó. Tìm đi như tìm kho báo vậy đó. Cổ giật. Rồi, chỉ rõ không? Khóa mới nha. Mới hả? Chìa khóa mới tại vì nó còn mới lắm. Nó trong nhóm chìa khóa mới. Đưa mấy ông ăn trộm ông hay lắm. Mình không phải ăn trộm. Đó, bạn Lâm ở đây ngồi lựa đi, lựa chìa khóa đi. Sao gỡ nó ra được là mình giải quyết cái vấn đề đó mới xong đó. Nếu hôm qua bể ở đây nè, mà khiên cái mấy ông khiên máy dài, ông tự khiên giết bây giờ không biết nó nằm chỗ nào hết chứ. Đem máy lại mấy anh chàng này nè. Giờ tới giờ luôn. Bạn đỏ mình nhét cái máy vô á. Ừ. Xong rồi, xin luôn. Quá nhiều xíu mà. Nhiều xíu hả? Ừ. Coi dầm dầm trong này coi. Cái nào cái nó dày vuông. Bự. Ừ. Này là bây giờ. Giờ biết bao nhiêu ông phá ở huyện Vĩnh Thạnh này nè. Ai lại mà không có chìa khóa là mất chìa khóa là cho lại cho mượn chùm này là ra hết trơn nè. Nó lỗi này nè. Không, cái này là diệt tiệp à. Diệt tiệp chìa khóa nhỏ. Chìa khóa nhỏ giống gì nè. Sao nhìn nó có quẳng. Nó giống như mấy cái này nè. Nó giống như mấy cái này. Giống như vậy mà. Nó nhỏ xíu rồi. Chắc là nó chưa có tập trung vô cái danh mục gì rồi. Đúng rồi. Chắc không chịu cái... bỏ ngoài, chìa khóa phụ không bỏ ngoài. Nhiều khóa lắm. Nó là gần trăm giữ chìa lần đó. Đúng rồi. Hôm trước nhớ bỏ đâu đây nè, có ai dẹp lên không biết nữa. Giờ mất tiêu chìa khóa rồi các bạn. Sao đây? Như bãi chiến trường như này. Để nào phải tranh thủ gấp cái máy F6 này nè với NA50 nè. Có ai treo lên không? À đây nè, có Lâm ơi. Đây. Đây. Đâu đút vô thử rồi nó đó. Ừ đúng rồi. Nhỏ xíu xíu vậy đó. Móng rồi, còn gì ô mà. Đó, xong rồi. Rồi, ra. À, được liền đúng nha bạn, đúng chìa khóa rồi đã được ổng khóa. Nó dày không, nó có mỏng đâu. Rồi, ok. Mày gỡ ra luôn đi bạn ơi. Gì vậy chú Mừ? Chị mày dậy nhớt đi. Dạ hả? Nhát đổ máy nào? Cái máy của tao đó chứ máy nào? Máy của mình đó ha. Ừ. Đây chú Mười nè, ổng ngày sau lúc này cái vụ mà đau đau hỏi làm sao hết chưa luôn chưa ông? Có biến hết rồi. Được khỏe quay máy được chưa? Cả tao mời chạy từ đó giờ kia. Không được đó nghe nó có đợt ông quay máy không nổi mà. Ừ thì đỡ cơ bệnh đó mới tháng ngoài đó quay không nổi từ đó sao. Ừ. Tao cầm máy chạy con nhỏ có chạy đâu. Thì qua chuông rồi đó ha. Sống tới 100 tuổi rồi luôn ha ông. Hút 100 luôn. Hút luôn ha. Bơm đồng nữa nè. Bơm đồng ha. Cách cho anh nha chú Mự. Ừ thì bởi vì mày tao mới có tao mới chạy vô đây chứ. À thì chú Mự là ổng mua nhớt là mua nhớt ở đây không các bạn. Để cho nó an toàn. Tại vì ở đây mình chiếc nhớt ra mình bán nhớt thùng. À, giờ phải kiếm cái thùng rồi chú Mự ơi. Thùng là phải hiếm cái thùng. Đây nè. Tại thùng đó cách cho anh Hàm rồi, chú bưng ra đây một con luôn nha. Đó, mối của mình đó Lâm ơi. Ra đây chú Mừ ơi. Đủ không? 2 lít 3 xỉ. Tao quất cưa rồi tao không lấp gì, chăm có chăm luôn. 3-4 lít là hả? Ừ. Có 100 luôn chứ
Ừ, này 4 lít nè ông ơi. Đi ghê mà ghê. 4 lít đi. Cái này nè có số luôn nè các bạn. Nè có số 4 lít luôn nè. Rồi đổ vào luôn, khỏi lo lượng chứ. Tới đâu có số tới đó. 400 rồi chứ em ơi. Không có là lấy gì trăm. Tập cho chú mừng là khỏi cần quặng luôn nè. Đó. Nha hả? Rồi bữa nay tay vẫn hơn hết trời nữa ta, hả? Tay cũng quá gùng. Nào mà nó gùng được. Phải tùng hơi nghiêng đâu trả lại. Chú sửa lại ha. Nhất này chắc tốt hơn nhất bột trắng đó hả? Tốt hơn à. Trắng là sao? Cái này cắt cho anh mà. Cho anh là vô địch luôn rồi đó. Chưa, còn nhất mà là tốt, nhưng mà nói về động cơ một máy xài cá cho là tốt rồi. Đâu chú mượn ông biết 4 lít, ông lấy 4 lít đi chang. Tao để ý hổm đài á gì đó. Đài có ghé đâu. Rồi xong mà, cái máy này sao nó phun nhớt cái bô mày có gì nhớt không chú mừ không gì hả? Ừ sao thêm để lâu á mà kiếp ông bữa nào ông cũng quẩn ông chạy cái vũ nó coi như giùm thối hả chú mừ chứ tiền tiền tao xài tiền này không à gì đó hả chú mừ tài tài 500 không đó ý ông nói gì đó không nói thấy tao già chứ tao xài tài 500 không đó rồi. Nó mày sao không biết kiểu nguyên nhân nó là sao hả để con coi coi bữa nào có chạy ngang dầm dầm chưa em mới đặt đừng có nghiêng qua cái bô lửa quá ngang không có nghiêng đừng, vậy là cho bô lửa nó hơi cao hơn chút xíu đi rồi chạy chạy bình thường. Ga 85. Cô ta ga 85 á. Còn sau lưng là thằng Yama S 85. 85 luôn. Nào, 85 hết. 85 hết nhưng mà thằng Yama thằng cô ta. Hai thằng nó ngang ngang với nhau, thằng nào nó mạnh hơn, hai thằng ngang với nhau luôn. Thằng S 85 này là nó tốc độ hơn. Nhưng mà mạnh hơn thì không có mạnh hơn tại vì này nó 82 ly còn này 90 ly. Nhìn này chạy lại này chạy rung hơn. Rung hơn. Ừ. Này thì chạy bốc hơn tiếng nhà đã hơn. Dạ. Ừ. Này thì nó bị thung dên. Này người ta sửa thợ nào sửa rồi nè, người ta nói quay nó chậm chạy, người ta đổ thừa là để lâu để gì đó nhưng mà gỡ ra cái đầu tông hụt gì sao chạy. Quá trời luôn. Ừ. Khúc. Nó hụt với 2 ly mấy 3 ly sao mà chạy nổi. Tôi phải đợi người ta lại. Rồi sao giải quyết cái vấn đề này chứ, chứ đâu phải là để lâu bị xì bắp gì đâu. Dạ. Ừ. Không đúng bệnh sao chạy. Ép cho nó chạy. Ép. À, chắc này mình thử cái gạt đăng này vô đây rồi. Cái đăng này mới mua nè nha. Cắt đăng đó. Dán vô luôn hả? Vô luôn. Sao?
nhông quá rồi, nhông nó dắt muốn bằng cái hộp số luôn, nặng rồi. Như cái máy đó mình xài cả hộp số máy vừa. Nếu mà chạy vỏ này một tua hai tua trả lại thôi. Quá chị. Mà lỗi gì á? Hộp số chế đi, chế ngầm zin nó để vô. Chạy được. Bù lon đâu để dưới đây thứ nó vừa hay không, bây giờ nó sai cái bô măng rồi, nhưng mà để bù lon vừa các mình chỉnh cái bô măng lại. Thì cũng phải thử hết. Ờ, anh có cái bộ cần ga của cái máy 5.5 đó không? Có luôn, mới mua qua luôn. Chút cái thay gà đó không? Xài lâu quá lâu rồi. Mà nói gì lâu lâu cũng chưa được 2 năm. Xong rồi, được rồi Lâm ơi. Được, bỏ cái hộp nhâm xuống nó nhẹ. Dạ. Nhẹ quá. Gắn nó vô. Lấy hộp nhâm bỏ lên lại nè. Gắn nó vô. Dặn ốc vô lại. Mình ta ăn đi nhẹ quá. Rồi buông thử rồi. Rồi em ghe. Mình cân cái dàn hộp nhâm này thì mình đưa cái tay ra là cho bạn Lâm xuống dưới gắn đi. Gắn được phải không? Nó xuống dưới gỡ hai ốc ra rồi gắp vô bình thường. Ở dưới có chìa khóa 10 chưa? Có chìa khóa 10 mà nó... Đây, lấy tiếp 10 chữ T luôn. Như đó, gỡ ra rồi móc là so là vô nha. Nghĩ rằng đem cái Isuzu 86 ly lên các bạn. Để quyết ba này mới được. Này tranh thủ dữ lắm luôn rồi. Gấp là chờ càng thêm gấp. Bao nhiêu cây số là tới đây các bạn ơi, xa dã man. Mình là mình không dám, thằng này quá gan. Đó, giờ thì sửa xuống sửa cái máy 5.5 ra thì sên. Nếu các bạn nói là chạy sên không bền thì bữa nay mình đến chín lần các bạn, chạy 200 mấy cây số mà 2 ngày 2 đêm mà sên vẫn còn y nguyên thì chứng tỏ chạy sên nó cũng bền, với điều kiện là mình phải nhỏ nhất. Ở bển qua đây nhỏ nhất sên mấy lần Lâm? Dạ. Bà bển chạy qua tới đây là vô mở bò mà dây sên mấy lần? Là 2 lần nữa phải không? Là chạy tới đây thì dây sên là phải vậy đó. Bây giờ thì mình làm vớt cái tôm này cho vô cái bô măng này thôi các bạn, cho lắp vô làm cho rồi. Cái vấn đề là gì nè các bạn, củ mặt ram củ xài cái cát đăng làm cái cát đăng là cái này là cái cát đăng này. Là nó xài cái bô măng. Bô măng là 45. Nhưng mình lên chợ mình mua, nếu mà đúng cái lô bô măng 45 đó các bạn thì nó sẽ sai cái lỗ này. Sai 4 cái lỗ này. Chứ cái nữa là nó dài, cái chiều dài này hơn cái cũ các bạn, tại vì cái này mình thay cũ mà thay vô cái dàn cũ mà. Nó dài hơn thành ra nó không có được. Nhưng mà lựa được cái răng này nè, nó đúng lỗ này, chỉ sai bô măng nó là bô măng 60. Thì cái điều đơn giản thôi các bạn, mình sẽ móc cái bô măng 45 này lên 1.5 ly ra cả 60. À, mình úp vô cái dặn vừa lo rồi xong. Khi đi chợ các bạn không phải là mình mua phải có đồ y chang gì đâu. Nhiều cái khi nó không có mình phải uyển chuyển các bạn, lúc đó là mới là lúc khó khăn đó. Mình sẽ lấy cái có đỏ xíu mình mới mua đồ. Nó vừa thuận tiện nè. Mà giá nó cũng mới hơn đó các bạn. Mình mua mà đúng như trang như cái zin đó ha.
thứ nhất là các bạn mua không có, hai nữa là cái giá nó cao quá. Rồi sau này nếu mà nó có trục trặc gì đó, người khác mua nó cũng sẽ tiếp tục nó khó khăn nữa. Thay vì bây giờ mình móc lên là cái người sau này xài các bạn đã phải lo, ở vừa hư ta mua chợ ta mua có rập dây gắn vô. Ok, các bạn thấy gì á, cái bô năng nó quan trọng lắm, để nó định cái tâm đó. Nếu như cái bô măng nó ngon lành nào mà các bạn mấy ốc này nè nó lơ lơ hoặc nó nhẹ nó rộng cũng không sao, nó vô đây nó chịu, hơn nữa cái này nó chạy có một chiều, nó sạch cái bô măng này để nó định tâm rất là hay. Đây, xong rồi các bạn về xuống gấp vô một cái nữa. Nè, mình chảo ra được. Thấy không? Ta đục tá lả chưa lắm. Không ra được. Mình đo cốt xong tiện cái tâm gắn vô nữa, cái dạng nó cho nó rồi giùm chả xong ra. Cục gọn gọn chứ nó nặng bằng máy luôn á. Nó tơi mà đặc sệt mà. Đặc sệt đóng. Rồi, ok. Cốt này 38. Chị không? Cốt là 3 nữa. Giờ tiện cho tầm 38. Nằm chứ 30 thì vừa. Cho nó 38. 38 giờ này là 1 tấc.
làm sao chân. Có lo kỹ cái cây kia là 5 ly hay không? Kẹp đâu có chính xác bộ ơi. Rồi thử cho coi. Không có gài ngạch chưa ha. Không biết cái ngày nó không vô. Không vô rồi, cái này 5 ly mấy rồi ông ơi. Nhìn thấy là biết hơn 5 ly rồi. Ở gì? Chết. Rồi mấy anh này anh đo làm sao đây, coi đo cái cặp khác với thả không. Rồi, mình cầm cái cây banh me là thấy là các bạn thấy là biết đo là cầm ngược. đọc làm sao đi nữa nè. Mấy rồi. Đây nè, khóa lại đi lấy em ơi. Xây hồi. Này các bạn cầm gì này mới đúng nè. Cái này là 5 ly gửi em ơi. Trong khi này đó. 5 ly gửi chứ không phải 5 ly, cái motor này khác hả? Không, rồi tối là cái khoan là của cái motor khác hay gì? Thì cái thằng này nè, này mới gắn vô motor nè. Nhưng mà tối vậy là gắp vô không vừa đúng không? Thì thằng này không vừa. 5 ly gửi là em ơi. Qua 5 ly gửi đi. Này gắp vô motor mới gắn vô kia. Rồi không sao, đâu đây có mỗi 5 ly gửi nè. Có 5 hậu luôn rồi. Đó, giờ rồi đó, cái cano vẫn chưa hoạt động được nữa đó. Rất là phôi tiện đó, coi như là thợ tiện này tiện không thành công rồi, giờ về kiếm cái khác làm nữa, không hề bỏ cuộc nha. Đừng tới chạy mà nôn dễ gì bỏ hả Tưng. Gà cày chảo gà nổi cốt này đó hả? Thì có đầu chim hai bên này ép giữa xuống bể thôi nha. Chim hai bên này nè, canh hai bên, hai sơ mi đó. Lấy cái gì ép ở giữa xuống. Rồi tự xử luôn đi. Gạt đây. Thử ra ngoài mới được. Còn hoạt động không nữa, không giờ lâu rồi. Lắm ơi,
con cứ bỏ chảnh bỏ tới giờ luôn. Mấy năm rồi? À, cơm đi. Cơm nhà quê đi. Cái này là trái cây bỏ qua bên đi. Rồi mình tính sao. Cơm nó để đâu cũng được. Mấy đứa kia là miếng nạm, miếng cái nữa là cơm canh bình dân thôi. Bên đây là cá, cá mè chín kho lạc là canh, canh canh bí. Bí này kêu bí gì Lâm? Bí đỏ. Ừ, bí đỏ nấu đậu hũ nè. Mà sao bữa nay bạn Lâm này ăn chay mà cũng hên, có mua miếng đậu hũ hình ra là chín tủ luôn ha. Bình thường rồi cầm đũa đi Lâm ơi. Cơm. Bây giờ chuyện gì tới đâu rồi tới. Ăn quen là không thích à. Chờ